hôm nay mình mời các bạn ăn hộp vịt dừa với mình nha. Hộp vịt dừa siêu béo nha các bạn. Rồi bây giờ xin mời bạn luôn nè. Xin mời. Yeah. Yeah, đây các bạn. Ui, dừa nước nha các bạn nha. Ừ, mình chế nước sốt lên. Wow. Ngon quá bạn. Béo quá. Ngon quá. Yeah, khó chừng béo bạn. Yeah, cái trứng này mới vừa dừa nha các bạn. Wow. Ngon quá. Cái này là béo lắm nha các bạn nha. Wow, mời bạn. Ngon quá. Nó bị dừa như trồng trắng nó nhiều hơn trồng đỏ hả bạn. Ngon quá. Yeah, cái này dừa mà còn bột quá nha. Phải dừa nước nữa mới ngon nha bạn. Cái này mới dừa thôi mà béo quá. Cái này nó mới chuẩn bị dừa thôi nè. Cái hộp này cũng vậy luôn nè. Cái trứng này à, nó giữ nước nha các bạn. Hộp này còn trồng đỏ luôn nha. Nhưng mà ăn béo lắm nha bạn. Wow.